Giê-xu trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị, và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng, vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm, đặc biệt là khi ngâm rượu, cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thương lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thương lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần một năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm, bà Tê cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc nôn ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngài, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An. Rơi vào nguy kịch do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, hai ngày trước, bà Ngài đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch. Cắt một lát nhỏ ăn, 30 phút sau, bà bị nôn, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thuần hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như bạch mẫu kê, sơn la bàn, giả la bàn, kim thất nương, trưởng bắc lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là phytolactoxin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây thượng lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căng trướng, xa kết như bị táo bón, có vai trò như thuốc sổ, hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vàng nhánh, lá mọc xoè le, phiến xoàn ngược to, dài 12-25cm, rộng 5-10cm, cuốn lá 3cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá, nhưng không gắn trước lá. Cao 15-20cm, năm lá đài trắng, hình cầu dẹt, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1m, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, màu lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bà bán hàng đưa cho hai quả bơ giống hệt nhau, nhưng biết chiêu, cô vợ vẫn chọn đúng quả ngon. 7 loại trái cây này hay bị các bà nội trợ chọn sai vì dựa vào màu sắc bề ngoài. Rất nhiều người chọn trái cây có hình thức bề ngoài đẹp mắt, về nhà mới phát hiện ra hạt nó quá chín, hạt vẫn còn xanh. Dưới đây là mẹo chọn trái cây ngon nhất của các chuyên gia để chị em nội trợ đi chợ, dù người bán hàng có đưa ra hai quả giống hệt vẫn có thể chọn đúng trong tích tắc. Cách chọn mua lựu. Cách lấy vỏ quả lựu ngon sẽ có màu đỏ đến đỏ đậm và không có những đốm sầm. Quả lựu đã chín luôn nặng tay hơn quả chưa chín. Vì vậy, với hai quả có kích cỡ giống hệt nhau, hãy chọn quả nặng hơn. Nếu vớt vào trái lựu thấy quá mềm tay, thậm chí bị lõm xuống và không đàn hồi trở lại, đây là dấu hiệu lựu bị đông lạnh. Nếm lựu không có màu xanh. Cách chọn mua dứa. Không nên chọn quả dứa quá thơm vì nó là dấu hiệu của trái cây đang chín nẩu. Nếu bạn bấm vào một quả dứa và có vết móng tay thì đó là quả quá chín. Dứa vỏ xanh không hẳn là quả chưa chín mà chỉ là một loại dứa có màu sắc như vậy. Khi chọn dứa, quan trọng nhất là chú ý đến sự đồng đều trên màu sắc vỏ và các đốm sậm màu. Quả dứa chín hoàn hảo sẽ có phần lá màu xanh lá cây sậm và hơi héo ở đầu. Lá xanh tươi là do quả bị cắt quá sớm. Cách chọn mua bơ. Một trái bơ chín có thể có vỏ màu nâu hoặc xanh lá cây tùy thuộc vào giống. Do đó, khi người bán hàng đưa cho hai trái bơ cùng màu xanh, việc chọn bơ chín lúc này không phải dựa vào màu vỏ mà sẽ có cách khác. Bạn nên lắc quả bơ bởi hai quả bơ cùng màu xanh, nhưng quả bơ nào chín thì phần hộp bên trong sẽ tách ra và kêu lột cột. Ngoài ra, ấn nhẹ vào quả bơ. Nếu nó hơi lộn xuống và nhanh chóng hồi lại thì là quả bơ đã chín. Nếu không hồi thì nó đã quá chín. Cách chọn mua xoài. Xoài có thể màu vàng, xanh lá cây hoặc đỏ, tùy thuộc vào giống của chúng. Ở một số giống, bạn thậm chí không thể nói được quả chín hay chưa, chỉ bằng màu sắc. Cách để chọn xoài chín là sự xuất hiện của các đốm sậm màu trên vỏ. Nếu có một vài đốm sậm thì quả đã vào độ ngon ngọt nhất. Nếu bóc quả xoài cứng tay thì chúng chưa chín. Quả xoài chín nên mềm nhưng không nên quá mềm. Nếu chúng có thể bị bóp lỗng bằng ngón tay thì là do quá chín. Quả xoài chín có mùi thơm ngọt. Cách chọn mua bưởi. Vỏ bưởi có thể có màu vàng, xanh hoặc cam. Màu sắc không đều cho thấy hóa chất đã được sử dụng trong quá trình tăng trưởng, nhưng không nói gì về độ chín. Quả bưởi cứng và nặng tay sẽ có nhiều nước. Cách chọn mua đu đủ. Dấu hiệu chính của đu đủ chín là vỏ chuyển màu vàng hoặc cam. Màu vỏ còn xanh là đu đủ chưa chín. Các trái cây chín mọng nhất có màu vỏ đồng đều. Nhưng chú ý, nếu vỏ đã chuyển màu mà bóp vẫn thấy cứng tay thì đu đủ chưa chín mùi. Những đốm sậm màu sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của đu đủ, nhưng những đốm quá lớn thì có. Cách chọn mua chanh leo. Chanh leo chín có vỏ nhăn. Chanh leo để được khá lâu nên bạn có thể thoải mái lựa chọn thời điểm khui vỏ. Quả chín sẽ có màu nâu tím hoặc vàng. Chanh leo vỏ xanh rất chua vì chưa chín. Một trái chanh leo ngon nên nặng khoảng 50g và có đường kính 8cm. Cách chọn mua lê. Quả lê chín màu vàng và không có những mảnh vỏ xanh. Quả chín ngọt sờ hơi mềm tay và có mùi thơm. Nếu phần vỏ bị chuyển màu với những đốm đen, chúng sẽ hỏng rất nhanh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng gừng theo cách này, viêm xoang mãn tính cũng phải chào thua. Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến bất chấp thời tiết và hàng triệu người trên thế giới phải chịu đựng nó mỗi ngày. Viêm xoang, dù là mãn tính hay cấp tính, đều do dị ứng, cảm lạnh,
nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Thuốc tây trị viêm xoang khá đa dạng, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Thuộc tính mạnh và độc hại của thuốc còn hành hạ cơ thể hơn cả chính căn bệnh viêm xoang. Do đó, các phương pháp đông y trị viêm xoang thường được người Việt tin tưởng hơn, chẳng hạn như gừng. Đây là nguyên liệu rất phổ biến trong điều trị viêm xoang. Để hiệu quả trị bệnh được cao nhất, bạn có thể áp dụng theo cách sau. Nguyên liệu: gừng tươi 60g, ngót sen 30g, 500ml nước. Cách làm: bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng khoảng 2-3mm cho vào nồi. Cho 500ml nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Tắt bếp, đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước cốt rồi đắp nhẹ lên mặt. Hít hơi nóng từ khăn bốc hơi. Hơi nóng từ nước cốt gừng sẽ làm giảm sưng, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài, mũi dễ dàng hơn. Thời gian làm khoảng từ 8-10 giây. Bạn cũng có thể đặt nồi nước gừng ngang ngược, lấy một chiếc khăn to trùm qua đầu rồi hít hơi nóng từ trong nồi bốc ra. Sau khi xong mũi với nước cốt gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng lá sen để đắp mặt. Bạn giã nát 6g gừng tươi, giã nát luôn 30g ngót sen, trộn đều rồi đắp hỗn hợp này vào chăn mày, lên trán, nhưng phải cẩn thận không để dính vào mất, gây hại cho mất. Đắp được khoảng 20 phút, những triệu chứng trên sẽ giảm dần, trán không còn nóng, tăng cảm giác buồn nôn do có mủ từ hốc mũi trào vào, khoang miệng và nôn ra ngoài. Cách này cũng có thể trị viêm mũi dị ứng. Kiên trì sử dụng nước cốt gừng để xông, rồi dùng gừng và ngót sen để đắp liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Sau đó, cách 2 ngày đắp lại 1 ngày. Sau 30 lần đắp, triệu chứng viêm xoang nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, nhưng với liều lượng ít hơn và phải có sự giám sát của người lớn. Chúc cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức: mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ dễ gây nghiện. Chuẩn bị: một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối, cho nước vào nồi, đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng,
các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ. Trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ, ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc chữa đau dạ dày khiến bệnh nhân mừng như bắt được vàng. Một bài thuốc chữa bệnh dạ dày đang được lan tỏa nhanh chóng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ra nhiều quốc gia khác. Hãy thử lắng nghe câu chuyện của họ. Chị Toan Tú Hoa ở thành phố Cát Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc là một bệnh nhân bị đau dạ dày, đã trực tiếp chia sẻ bài thuốc này cho báo chí. Chị cho biết chị và người nhà đã dùng bài thuốc này để chữa khỏi bệnh dạ dày và muốn chia sẻ điều quý giá này cho những ai quan tâm. Biết bài thuốc mà mừng như bắt được vàng. Chị Hoa kể, chị và chồng chị từ thời trẻ có lẽ do thường xuyên ăn món mì ngô, một món ăn thời đói kém do thiếu gạo. Trong một thời gian dài nên đã mắc bệnh dạ dày một cách nghiêm trọng. Khi đời sống khá hơn, có gạo nhiều nhưng chị lại không thể ăn cơm bình thường được nữa. Thay vào đó, cái gì cũng phải nghiền thành nước, làm thành miếng vỡ dạng sợi hoặc bánh mới ăn được. Nếu không ăn đồ ăn mềm thì ngay lập tức sẽ xuất hiện chứng trào ngược axit, nôn mửa ra nước chua, ở nóng. Một lần, tình cờ có người chú họ từ quê lên thành phố, ghé qua nhà chị Hoa chơi và ở nhờ qua đêm. Sau khi nghe về bệnh tình của chị, người chú họ đã chia sẻ một bài thuốc đơn giản, chỉ có hai vị thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh dạ dày. Trước đây, trong gia đình nhà chú ấy cũng có nhiều người mắc bệnh dạ dày, đều ở mức độ nghiêm trọng. Lúc đó, một người hàng xóm biết chuyện và giới thiệu đến một thầy thuốc làm nghề chữa bệnh gia truyền. Gia đình vị thầy đông y đó làm nghề thuốc tại nhà qua rất nhiều thế hệ, ít nhất là từ thời cụ Kỳ. Chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân bị đau dạ dày. Khi người chú tiếp cận vị thầy thuốc, họ chỉ cắt thuốc cho mang về uống, chứ tuyệt đối không chia sẻ công thức bài thuốc, vì cho rằng đây là bí mật riêng của gia đình. Khó khăn ở chỗ, đây là bài thuốc bí truyền do tổ tiên để lại nên họ không thể chia sẻ tùy tiện. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần trao đổi tình cảm, cuối cùng thì bài thuốc cũng đã được chia sẻ rộng rãi. Tại thời điểm đó, mặc dù được người chú họ kể về bài thuốc này, nhưng do bận rộn nên chị Hoa cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Bẵng đi một thời gian, đến một ngày mẹ chồng và chị chồng lên nhà thăm chị, có nói về việc anh rể bị bệnh dạ dày nặng. Nhớ đến bài thuốc này, chồng chị lại một lần nữa chia sẻ chi tiết. Khi anh rể chị biết tin, đã mừng như bắt được vàng, liền mang thuốc và uống ngay sau đó. Thật không ngờ, sau khoảng gần nửa tháng, anh ấy cho biết bệnh dạ dày đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhìn thấy tình trạng bệnh của anh rể khá lên nhanh chóng, chị Hoa đã có thêm sự cân nhắc và cuối cùng cũng đã quyết định uống theo. Mặc dù anh rể và chị có bệnh dạ dày khác nhau, nhưng sau khi chị uống được khoảng 4 ngày thì tình hình đã cải thiện rõ rệt. Để chắc chắn, chị tiếp tục uống thêm 10 ngày nữa. Kể từ đó, bệnh của chị gần như đã khỏi, không thấy đau. Chị bắt đầu ăn được cơm và các món ăn thô thay vì chế biến thành bột như trước. Không những thế, chị ăn thêm được cả món ăn lạnh, hạt nóng mà không còn thấy triệu chứng nấc hay nôn mửa ra axit dạ dày như trước đây. Cách sử dụng bài thuốc. Nguyên liệu: bạch cập khô 100g, cam ba lá, tên khác là chỉ khô 100g. Nghiền hai nguyên liệu này thành bột mịn, trộn đều với nhau thành một hỗn hợp bột nhuyễn. Cách dùng: mỗi lần uống 3g, trộn với rượu trắng, rượu gạo, hạt rượu vàng được làm từ gạo và hạt kê với lượng vừa đủ cho dễ uống. Chia thành hai lần uống trước bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối, mỗi ngày 6g. Lưu ý: nếu người bệnh có vi khuẩn HP, Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn cư trú ở dạ dày, gây ra bệnh loét dạ dày, tá tràng và ung thư dạ dày trong dạ tràng, có thể uống thêm một viên thuốc tây
có thành phần carithromycin ngay sau khi uống hỗn hợp này. Thời gian uống tối đa là 7 ngày, sau đó dừng lại một nhịp để xem xét tình hình rồi mới có thể uống thêm nếu cần. Khi sử dụng công thức này, ngay ngày hôm sau là đã có thể cảm nhận được kết quả, tình trạng đau dạ dày sẽ giảm đáng kể. Nếu sử dụng trong vòng 7 ngày liên tục, các triệu chứng ở hơi, trào ngược axit, đầy hơi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chán ăn và các vấn đề liên quan đến dạ dày gần như sẽ biến mất. Sau một vài liệu trình điều trị theo cách này, các triệu chứng loét dạ dày, polyp dạ dày, sỏi dạ dày, viêm dạ dày cấp tính và mãn tính, viêm dạ dày teo, viêm dạ dày trên bề mặt, loét tá tràng và những trường hợp đau dạ dày liên quan sẽ được giảm nhẹ. Tài liệu khoa học về vị thuốc này. Theo tuyển tập thảo dược Đông y toàn quốc, cây bạch cập có tác dụng cầm máu, tiêu viêm xương và tái tạo mô. Sử dụng trong trường hợp ho và nôn ra máu, chấn thương chảy máu ngoài da, trúng độc, viêm da, nứt nẻ, là phổi dẫn đến ho ra máu, chảy máu ở những vùng lở loét. Còn cây cam ba lá, tên gọi khác là chỉ, theo Trung Quốc dược điển cho biết, vị thuốc này dùng trong trường hợp bị khó thở, tiêu hóa kém, làm tiêu viêm, tản đờm. Sử dụng đặc biệt trong các trường hợp bị đau tích tụ hoặc viêm nhĩ mãn tính, động phân trong dạ dày, bài tiết khó khăn, đi ngoài không thông, táo bón, đờm tích tụ làm cản trở luồng khí ở phổi gây khó thở, hạch ở phổi, xa trực tràng, xa tử cung. Bài thuốc này sau khi chị Hoa chia sẻ với truyền thông đã có hàng trăm bình luận của độc giả, trong đó có nhiều người kể rằng họ cũng đã từng sử dụng vừa chữa khỏi bệnh. Sau đó thông tin của bài thuốc còn lan truyền ra nhiều quốc gia khác thông qua mạng Internet. Thông tin bài thuốc này do saha.vn dịch từ báo chí nước ngoài, độc giả cần cân nhắc hoặc xin ý kiến của thầy thuốc đông y trước khi quyết định sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamine, ribolavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta-carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể, sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, trị khái, hóa đàm. Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau. Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1-2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, gấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
thầy Lan nức tiếng với bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá cây tươi ở Bắc Giang. Bằng phương pháp bí truyền, ông Nguyễn Đình Chu, sinh năm 1931, trú tại thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 60 năm qua đã chữa trị cho không biết bao nhiêu người khỏi bệnh sỏi thận chỉ với một nắm lá cây tươi. Dũng sĩ diệt mỹ diệt sỏi thận. Ông Nguyễn Minh Chu có vẻ ngoài hiền lành, chân chất, chân đi đất, quần sắn ống cao ống thấp. Trong ngôi nhà ba gian thấp lè tè đã có những vị khách tứ phương đến xin thuốc. Chưa kịp để khách nói gì, ông cười nói: "Các chị trẻ thế này chưa mắc bệnh sỏi thận được, các chị đến đây có việc gì, đến hỏi thuốc cho người thân hả?" Ông Nguyễn Minh Chu sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh chị em, 3 trai, 2 gái. Tuy nhiên, ông lại là người duy nhất được bố truyền lại cho bài thuốc nam chữa sỏi thận gia truyền. Ông nói về bài thuốc gia truyền của gia đình với giọng đầy tự hào: "Từ đời ông nội, đời bố, rồi bây giờ tới lượt tôi là đã trải qua 3 đời làm nghề thuốc nam. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân, tích đức cho con, cho cháu, chứ không phải vì mục đích kinh doanh lợi nhuận." Nơi ông Chu ở là một căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, đồ đạc sơ sài. Tài sản trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ là có chút giá trị. Nhưng với ông, quý giá nhất là những tấm đèn khen của đảng, nhà nước trao tặng, được ông treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Huân chương kháng chiến hạng nhì, bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đoàn 559. Trong nhiều trận đấu, ông đoạt được nhiều thành tích, nhất là trong trận đánh cao điểm 62 ở Quảng Ngãi. Sau 2 ngày chiến đấu giằng co ở cao điểm 62, ông đã liều mình chuyển khẩu Đạ Liên từ cao điểm về làng Hòa Vinh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và tiêu diệt được 47 lính Mỹ. Ông vinh dự được nhận bằng khen dũng sĩ diệt Mỹ. Hơn 60 năm làm thuốc, chữa bệnh, ông không thể nhớ hết được có bao nhiêu bệnh nhân ở mọi miền đất nước nhờ ông chữa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Có người điện thoại tới nói, đang trên đường đến lấy thuốc như đã hẹn. Có người ở tận Nha Trang, Khánh Hòa, thậm chí có cả bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng điện thoại cho ông để nhờ tư vấn bệnh tình. Ông Chu còn nhiệt tình gửi thuốc qua đường bưu điện cho bệnh nhân nếu họ không có điều kiện ra lấy thuốc. Tiếng lành đồn xa, số người tìm đến nhà ông Chu ngày càng nhiều. Ông kể, tôi nhớ ngày ấy bố tôi còn sống, khi ấy tôi mới lên 10, ông cụ đã cho đi rừng cùng. Tôi biết những loại lá cây làm thuốc chữa sỏi thận từ ngày đó. Lớn lên, tôi chỉ được giao làm các công việc hái lá, rửa lá và giã. Mãi tới sau này, khi sắp mất, cụ mới truyền lại nghề cho tôi. Cụ không chữa được nhiều bệnh, nhưng riêng với sỏi thận thì chưa đào hàng trường hợp nào. Ông Chu tự hào khi nói về bài thuốc gia truyền của gia đình mình. Phương thuốc đặc trị bệnh sỏi thận. Theo ông Chu, việc chữa bệnh trong cây thuốc nam không giống như thuốc bắc hay thuốc tân dược mà phải chữa bằng cả tâm linh và cây thuốc. Qua cách lý giải của ông, chúng tôi mới hiểu tại sao các thầy lang thường nhờ thần rừng, thần núi, thần cây để lấy được đúng cây thuốc chữa cho người bệnh. Ông cho biết, tôi lấy lá thuốc ở núi Ao Dời, núi Hót. Trước khi đi hái thuốc, ra khỏi cổng, nếu gặp người là tôi lại phải quay về rồi đi lại. Có cây tôi cắt ngọn, có cây cắt cả gốc. Có loại lá tôi chỉ được lấy vào đúng 5 giờ sáng. Có loại lấy vào lúc chiều tối khoảng 17 giờ. Ông Chu cũng cho biết thêm, lấy lá thuốc cũng cần hợp tay. Trước kia anh trai ông cũng thử theo ông lên rừng hái lá thuốc nhưng không lấy được, trong khi ông hái rất nhiều lá. Bài thuốc chữa bệnh của ông Chu có gần 20 vị như cây bông lá đề, lá câu, chắc chuyền, cỏ xước, nha đam. Bí quyết trong phương pháp bốc thuốc của ông là sử dụng trực tiếp lá tươi kết hợp với vài lạ lá phơi khô, chứ không sao vàng hạ thổ như những thầy thuốc khác. Các loại lá đem về, ông rửa thật sạch, để rau nước rồi đem vào giã cối. Ông cho biết, phải giã bằng tay thì lá mới tạo được bọt và nhuyễn, chứ xay bằng máy thì không hiệu quả. Mỗi mẻ, ông giã tán trong khoảng 15 phút, lọc rồi pha chế với 1,5 lít nước sôi để nguội. Thuốc này uống trong ngày, thay cho nước lọc, để dễ uống và bảo quản được lâu, người bệnh có thể cho vào tủ lạnh.
Thấy chúng tôi tò mò về gần 20 vị thuốc, ông cười dí dỏm. Tôi có nói hết 20 vị thì mọi người cũng không biết được đâu. Và lại, đây cũng là bí mật gia truyền, tôi xin phép không chia sẻ. Bài thuốc chữa sỏi thận của ông rất hiệu quả. Có những bệnh nhân sáng uống thuốc, chiều ra sỏi, đó là những trường hợp bị nhẹ. Có trường hợp sốt ruột, muốn sỏi ra ngay. Ông cho biết, có thể làm được như vậy, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cần phải uống thuốc để sỏi mòn, ra từ từ. Với sỏi kích thước khoảng 1-2 ly, ông khẳng định, chỉ uống thuốc nửa tháng là khỏi. Loại sỏi nặng 4-5 ly, chỉ cần uống hết 10 chai thuốc nước của ông là khỏi, mỗi chai 1,5 lít. Tại nhà ông Chu, chị Nguyễn Thị Đào, Phủ Lý, Hà Nam chia sẻ, tôi đã uống hết 10 lít nước thuốc của thầy và khỏi bệnh. Thuốc dễ uống vì mùi thơm, mát của cây cỏ. Nay tôi lại lên đây, đặt thầy làm thuốc cho đứa em gái. Em gái tôi cũng bị sỏi thận, đi chữa ở bệnh viện mà chưa thấy dấu hiệu thiền chuyển gì. Ông Nguyễn Văn Thành, Hội Người Cao Tuổi Thôn Tiền Đình cho biết, tôi bị sỏi thận hành hạ, nhưng khi uống thuốc của ông Chu, được mấy hôm bệnh tình đã chuyển biến, đi tiểu đỡ buốt. Tôi đặt uống thêm mấy chai cho dứt điểm, ông Thành cười sảng khoái. Không chỉ có tài chữa sỏi thận, ông Chu còn chữa được rắn cắn. Người đi rừng nếu bị rắn cắn, lấy lá bồng bột chữa là hết độc. Trước hết băng chặt phần trên vết thương lại cho máu độc không lan rộng. Sau đó đem thái hạt giả lá bồng bột, lọc lấy nước, cậy mồm bệnh nhân, đổ từ từ nước xuống cổ. Đặc biệt, có cách chữa mèo là bố ông truyền lại, lấy vài sợi tóc, bò rối lại và đánh trực tiếp vào vết thương bị rắn cắn. Cách này có tác dụng loại bỏ nọc độc của rắn, ông Chu cho hay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số bài thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích con của cả nhà, nên chồng em phải cất công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bừ, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bước, cho lên vắt dây thun và chơi chọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ mần trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà trứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc Tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dễ uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ mần trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đìa qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ mần trầu, dặn dò. Con đẻ xong, nấu nước cỏ mần trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết.
Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày, để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lửa, da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải háo hốc miệng không tin. Về phần con em, Tiku không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ màng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ màng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ. Lấy cỏ cây, gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g. Lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường. Nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ màng trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. Mang thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Ăn thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch. Ăn thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ màng trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sau tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ màng trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ màng trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da. Lấy 60g cỏ màng trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ kén được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật. Lấy 120g cỏ màng trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt. Lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ màng trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống, phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm. Mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ màng trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm. Lấy 20g cỏ màng trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và xắt cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lửa, mẩn ngứa. Lấy 50g màng trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da.
trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ mần trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, sắc lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân. Bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân. Lấy cỏ mần trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mát gan, giải độc gan bằng tiên dược, chữa bách bệnh ít ai biết. Lá chanh. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn thịt gà. Nhưng ít ai biết lá chanh cũng là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Theo các sách đông y ghi chép, lá chanh có vị ngọt cay, tính bình, trị khái, sát khuẩn, tiêu đờm. Trong các bài thuốc nam, lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông. Nguyên nhân là trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khi dùng làm thuốc, lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hoặc để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần hoặc có thể dùng tươi. Sau đây là một số công dụng của lá chanh. Trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu, tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lát. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá xong với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông, chữa nhức đầu giải cảm, chữa ho do lạnh. Gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít, sắc từ 400ml nước xuống còn 100ml. Khi uống cho thêm một ít đường, cổ họng sẽ hết ho và ngứa. Mát gan, dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Chia bát nước ra làm hai, uống sau bữa sáng và tối, kiên trì thực hiện trong vòng 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Giúp tóc bóng mượt. Chuẩn bị lá bưởi, hương nhu và lá chanh tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch, nấu lấy nước gội đầu, chỉ cần từng gội một lần là sẽ có mái tóc bóng mượt hẳn. Nước gội đầu từ lá chanh giúp bạn có một mái tóc bóng mượt hơn. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lược bằng nhau, sắc uống trong ngày. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bọt, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần,
Bài thuốc này giúp mụn nhọn giảm sưng đau nhanh chóng, chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Khi trẻ em bị đầy bụng, bí tiểu, có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. Ngoài chữa cảm sốt, lá chanh còn có thể chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em hay bảo vệ răng. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút. Sau 3-5 ngày, răng chắc hơn. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám, làm cho làn da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15-20 phút, thực hiện 3 lần trong tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Chữa bệnh viêm xoang. Tinh chất có trong lá chanh chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xoang. Dùng lá chanh khô, đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó chắc lấy nước và sử dụng nó để súc miệng mỗi ngày, giúp thông mũi, thông họng và hạn chế chất nhầy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình. Đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma. Thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma, tang tóc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng, vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi,
giờ lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền, vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Chính nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần xương bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, xương khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các xương bị vỡ và mòn đi. Khi cử động sẽ làm cho các xương khớp xương cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây nút nát, tên khoa học là Asculum indicum ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây nút nát. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamine, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa, và chất đắng kết tinh arosiline, alkaloid. Hạt nút nát phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ nút nát, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da,
viêm bàng quang, tiêu chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ núc nát lượng 9 đến 15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ núc nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây núc nát: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khí ức kết. Vỏ cây núc nát: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đường quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây núc nát, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mãn ngứa: vỏ cây núc nát sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, xài hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc nát 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây núc nát, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g, sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây núc nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây núc nát 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc nát 16g, bắp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau: vỏ cây núc nát 16g, hương nhu 16g, cắt căng 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hè hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Lưu ý: người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng núc nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá bàn chữa cảm xúc.
Lá bàn là một loại cây thân gỗ lớn, sinh sống ở vùng nhiệt đới, thuộc họ tràm bầu. Lá bàn chữa cảm sốt. Lá bàn chứa một số flavonoid, chẳng hạn camphorol hay quercetin, cũng như các chất tannin như punicalin, bunicalogin, các chất saponin và phytosterol. Do chứa nhiều hóa chất, nên lá và vỏ thân cây bàn còn được sử dụng trong nhiều nền y học cổ truyền khác nhau và một số mục đích như chữa cảm sốt, làm ra mồ hôi, chữa tê thấp và lì, trị ghẻ, trị sâu quản và sắc đậm, ngậm trị sâu răng. Ngoài ra có thể dùng búp tươi xào nóng để đắp và chườm nơi đau nhức. Đặc biệt, nhựa lá non trộn với dầu hạt bông và nấu chín là một thứ thuốc để chữa bệnh hủi. Hạt nấu chín uống dùng chữa đi cầu ra máu. Riêng lá dùng ngòi không kể liều lượng. Chữa cảm sốt. Lấy 15g lá bàn rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô rồi trộn với 10g kinh giới khô, 12g bạc hà khô, 10g vỏ quýt khô. Sau đó đem sắc lấy nước uống. Chỉ uống một lần khi nước còn nóng, sau đó đắp chăn kín cho ra mồ hôi. Chứng cảm sốt kèm theo nhức đầu. Lấy 15g lá bàn khô, 5g lá hắc hương, 10g vỏ quýt, 3 lát gừng tươi rồi sắc lấy nước uống. Mỗi ngày uống 2 lần trước khi ăn khoảng 15 phút và uống ngay khi nước còn nóng. Chữa viêm loét. Lấy lá non hoặc bánh tẻ. Lá càng non càng nhiều nhựa nên mới tốt. Không dùng lá già. Số lượng lá tùy vào vết thương nhiều hay ít. Ví dụ, trường hợp lở miệng do nhiệt thì mỗi lần chỉ cần một nắm to. Cho lá bàn vào nồi, đun sôi rồi để lửa nhỏ. Khoảng nửa giờ cho các chất trong lá bàn ra hết vào nước. Đợi chờ nước ấm thì ngâm hoặc dội vào vết thương. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sẽ không ai dám hâm lại cơm nguội để ăn nữa nếu biết sự thật khủng khiếp này. Cơm nguội thì nhà ai chẳng từng ăn phải không các mẹ. Trước nhà em cũng thế, cứ còn thừa cơm là hâm lại để ăn cho bữa sau. Mà chồng em lại còn có cái kiểu thích ăn cơm nguội hơn cả cơm nóng ý. Cứ tưởng như thế là bình thường. Đến hôm rồi, đọc được tin này trên mạng, tự nhiên em thấy run run. Không biết từ giờ có nên giữ thói quen ăn cơm nguội như này nữa không? Cơm nguội độc như thế nào? Em thấy bảo, gạo sống luôn có sẵn bào tử của một loại vi khuẩn tên Bacillus. Đây là dạng khuẩn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và có thể sống sót ở nhiệt độ cao. Tức là cho dù bạn đã nấu chín gạo thành cơm thì loại bào tử này vẫn tồn tại. Nếu ăn luôn thì không sao, nhưng cơm chín một thời gian, ví dụ như từ bữa sáng sang bữa trưa, thì những bào tử này sẽ trở thành vi khuẩn thật sự và sinh sôi với số lượng lớn. Khi ăn phải cơm chứa những vi khuẩn này, người ăn sẽ bị ngộ độc, gây ra nôn mửa, tiêu chảy cấp, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, nhiều người còn đồn đoán rằng ăn cơm nguội hâm lại còn có thể gây ung thư dạ dày. Lý do là vì cơm có thành phần chính là tinh bột, mà trong điều kiện nhiệt độ từ 60 độ C trở lên sẽ diễn ra quá trình hồ hóa tinh bột. Dạng bột hồ do tinh bột nở ra ảnh hưởng rất lớn đến tiêu hóa. Vì vậy, thường xuyên ăn cơm nguội chế biến lại có thể dẫn đến khó tiêu hóa, về lâu dài có thể bị ung thư dạ dày. Cách ăn cơm tốt nhất. Cơm sẽ đảm bảo dinh dưỡng nhất nếu sau khi nấu chín được ăn ngay. Cơm để càng lâu thì càng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do cách thức bảo quản không đúng. Các chuyên gia khuyên chị em, nếu muốn giữ lại cơm thừa để ăn bữa sau thì phải bỏ vào tủ lạnh càng nhanh càng tốt, chậm nhất là một tiếng sau khi cơm chín. Có thể làm nguội cơm nhanh bằng cách dùng quạt hoặc ngâm nồi cơm vào nước lạnh rồi cho vào hộp để kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mặc dù vậy, các mẹ vẫn phải nhớ rằng không được để cơm quá 24 giờ. Sau thời gian đó thì đừng tiếc mà hãy đổ ngay đi. Nếu hấp bằng nồi cơm điện, có thể thêm một chút nước hoặc hấp lên trên cơm mới nấu. Hấp bằng lò vi sóng có thể giúp cơm đủ nóng mà không bị khô. Chú ý, chỉ hâm nóng cơm lại một lần duy nhất,
Nếu như cơm đã hâm nóng rồi mà vẫn không ăn hết, thì có tiếc mấy cũng đừng ăn thêm nữa. Chẳng ai muốn phí hoài mà đổ cơm đi, nhưng tiết kiệm được một chút thì chị em lại đánh đổi sức khỏe của cả gia đình. Thật chẳng xứng tí nào. Cách tốt nhất là các mẹ nên rút kinh nghiệm, để lần sau bạn nên nấu ít gạo lại, cân đối sao cho đủ ăn chứ không nên để cơm thừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bé bị suy thận nặng vì sai lầm hầu như 90% mẹ Việt mắc phải. Chứng kiến cảnh con nằm trên giường với chiếc bụng to vượt mặt, ai cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cậu bé đáng thương. Năm ngoái, Kobe, con bạn thân mình, được đưa đi bệnh viện Nhi đồng 2 khám khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như tay chân phù nề, đặc biệt là chiếc bụng của con ngày càng phình to, đến nỗi nhìn nghiêng như một người đang có bầu. Bác sĩ chẩn đoán con bị suy thận nặng và cần phải chạy thận gấp. Bạn mình kể, cũng do dại dột, từ nhỏ khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cô Biên không chịu ăn. Mẹ chồng bạn bảo, nấu lạc lẽo thế, sao thằng bé ăn được? Thế là bà bắt chị nêm nếm, cho thêm muối và gia vị vào, cho thằng nhỏ ăn như người lớn. Trộm vía, thằng nhỏ ăn thấy thương ghê, lại còn tăng cân thêm nữa. Thấy vậy, chị tiếp tục cho con ăn theo cách nấu nướng như người lớn. Đến khi con lớn một chút, ăn được cơm, bạn cho con ăn cùng thức ăn với cả nhà luôn. Bạn mình đi làm suốt, giao cô Bin cho bà nội chăm. Bà chiều cháu lắm, con thích ăn món gì, bà cho ăn tất. Ngày nào cũng snack, xúc xích, uống nước ngọt có ga nữa. Dù không bằng lòng, nhưng bạn không dám cãi lại, vì ở nhà chồng không được quyền can thiệp cách nuôi dạy con. Đã nhiều lần, bạn tâm sự rất muốn dọn ra ngoài ở riêng để có cách dạy con theo ý mình. Nhưng mỗi lần đề cập, chồng và mẹ chồng lại giãy nảy. Gia đình tùm lum chuyện hết, nên bạn đành gác ý định này lại. Năm ngoái, Kobe có những biểu hiện bất thường như tay chân phù nề, bụng ngày càng to kinh khủng. Bạn đưa đi khám mới biết con bị suy thận nặng. Hai tin, bạn muốn ngã quỵ, nhưng vì con nên bạn buộc phải mạnh mẽ vượt qua. Giờ cô Bin đã chạy thận gần một năm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, gia sản đủ kiểu. Vợ chồng là bao nhiêu, gồm cho con chạy thận hết. Hôm trước, bạn nói với mình, bạn muốn chia sẻ câu chuyện này cho mọi người biết, để đừng mắc sai lầm giống bạn. Con đau bệnh, mẹ cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhìn con như vậy, bạn chỉ muốn chết cho xong. Vậy những ai đang có con nhỏ, hãy nhớ, đừng bao giờ cho con ăn mặn nhất là giai đoạn ăn dặm. Tuyệt đối hạn chế cho con ăn những món như snack, xúc xích, cơm chiên, tôm chiên, gà rán, vì đó cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thận. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người lớn có thói quen ăn bao nhiêu đều nêm cho trẻ em ăn bấy nhiêu. Thậm chí nhiều người thường nêm quá tay khi chế biến thức ăn cho trẻ. Điều này về lâu dài sẽ khiến cơ thể của trẻ phải nạp vào một lượng muối quá lớn, trong khi thận còn yếu, chức năng chưa hoàn thiện, dẫn đến tích nước, ứ lại và gây suy viêm. Khi muối quá nhiều trong cơ thể không chỉ gây ra gánh nặng cho thận, mà còn ảnh hưởng lớn đến nhịp đập của tim, khiến cho trẻ không thể phát triển bình thường khỏe mạnh. Hơn nữa, khi ăn nhiều muối sẽ làm cho trẻ luôn luôn bị khát, bé phải tiết nước bọt nhiều, dẫn đến suy giảm số lượng lysozyme tự nhiên trong miệng. Chức năng chính của lysozyme là diệt khuẩn, khi bị thiếu cũng đồng thời làm khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng, hạn chế chức năng bảo vệ cơ thể, chống virus, làm suy yếu sức đề kháng của bé dẫn đến phát bệnh. Một trong những tác hại của việc ăn nhiều muối là làm thay đổi vĩnh viễn khẩu vị của trẻ, khiến cho trẻ mắc thói quen ăn mặn. Lâu dài cũng sẽ sinh ra các bệnh về thận. Trẻ sẽ mất cảm giác và cảm nhận hương vị, ăn không ngon. Chức năng khẩu vị mất đi sự nhạy cảm. Theo ý kiến của bác sĩ, nếu cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ăn muối, thì hàm lượng muối không được vượt quá 0,5g mỗi ngày. Giai đoạn này vốn chỉ được phép cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa hoàn toàn. Nếu phải ăn dặm thì nên hạn chế ăn muối càng ít càng tốt, thậm chí không cần nêm muối. Lứa tuổi trẻ em được khuyến cáo tỷ lệ nêm muối cho bữa ăn không nên vượt quá 3g mỗi ngày. Người trưởng thành không nên ăn vượt quá 6g muối một ngày. Vào mùa hè,
cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể ăn muối nhiều hơn một chút so với mùa đông. Các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng khuyên rằng, trong thực phẩm, bản thân nó đã chứa các khoáng chất, bao gồm vị chua, cay, mặn ngọt, đắng tự nhiên. Nếu bạn ăn vả thức ăn không cần nêm muối là một thói quen tốt. Vì sức khỏe con em, thà cãi nhau với mẹ chồng, em nhất quyết không bao giờ nêm muối vào thức ăn khi con em còn quá nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.